Thì cái công việc của mình làm cái công việc gì chú? Công việc giờ chú không có làm hết trơn, chú chỉ có tiền gửi tiết kiệm là chú có gửi 1 tỷ để chú ăn rồi. Chú được gần 1 tỷ, như vậy là 1 tỷ đó con nghĩ là chắc cũng đủ để chú sống ha, cái tiền lời lợi nhuận á. Hiện tại bây giờ chú thì chú ở với ai? Ở mình Cái ngôi nhà chú là trại của chú hay là của con ngôi chú hay như thế của nào? mình Chú đứng tên luôn hả chú? đứng tên luôn. Chú tìm hiểu thương, nếu như cô đó mà thích kinh doanh buôn bán á chú, nhưng mà cô không có vốn, rồi chú có thể là mình tính tới cái bước kế tiếp để cho cô Thì có cái vốn không chú? mình đầu Đâu? tư cho cô bán ban đầu ít thôi, từ Dạ. từ mới đầu tư, ta thấy cô thiệt đàng hoàng thì mình đầu tư mạnh thôi, có gì. Dạ, nếu như mình đầu tư ít ít là khoảng bao nhiêu trước tiên á? Ví dụ trước mắt thì mình đầu tư cái trăm, từ Trăm, từ đi. 100 triệu hả chú? Dạ, em Nghĩa xin chào cô chú anh chị thân thương trong và ngoài nước. Dạ, con chào chú. Giờ chú chào Phúc Nghĩa với trên cộng đồng mạng trong nước ngoài nước. Dạ, con cảm ơn chú. Con mời chú chia sẻ giúp con á. Chú từ đâu đến, năm nay mình được mấy mươi và tên gì để cho cô chú khán giả biết rõ được gì mình hơn. Con mời chú ạ. Mình sinh 1964, dân Dạ. Dầu Tiếng. Chú Dầu Tiếng Bình Dương hả chú? Là gần Hồ Dầu Tiếng không chú? Gần Chú tên gì và năm nay mình được mấy mươi chú? Phạm Văn Phu năm nay 60, Phạm Văn Phu là chú Phu hả? 60. Dạ. Con mời chú chia sẻ giúp con hiện tại bây giờ tình trạng hôn nhân của mình đó chú. Hình nhân của chú là thôi nay 13 năm, nay 10 năm, 11 năm rồi. Mình thôi 11 năm. Con mới thấy cái giấy tờ chú ly hôn là 2013 hả chú? Năm nay 11 năm. Dạ con cảm ơn chú. Con mời chú chia sẻ thêm á. Chú được mấy thành viên trong gia đình á chú? Được ba Ba người con. ba mà đi theo bả người, còn mình hai Chú có thông gia chưa? Có xui rồi chưa chú? xui hết rồi. Xui hết ba người con luôn. Theo bả người bà Dạ cũng con. có xui rồi. Dạ. Hiện tại bây giờ chú thì cái công việc của mình làm cái công việc gì chú? Công việc giờ chú không có làm hết trơn, chú chỉ có tiền gửi tiết kiệm là chú có gửi 1 tỷ để chú ăn rồi. Chú được gần 1 tỷ, như vậy là 1 tỷ đó con nghĩ là chắc cũng đủ để chú sống ha, cái tiền lợi nhuận á. Hiện tại bây giờ thì mình gửi 1 tỷ đó rồi, mình còn ở nhà mình có trồng trọt chăn nuôi gì không chú? Không có nuôi gà Nuôi gà. cũng được mấy chục con à. Dạ, là mình ở nhà bây giờ không có cần làm gì hết, cái tiền lãi là đủ sống rồi. Hiện tại bây giờ chú thì chú ở với ai? Ở mình Ở mình. Là cái ngôi nhà chú là hiện tại của chú hay là của con chú hay như thế của nào? mình Chú đứng tên luôn hả chú? đứng tên luôn. Năm nay chú 60 tuổi hả chú? 60 là chú tìm nửa yêu thương thì các cô khoảng độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu để hợp với mình đó chú? Từ 50 cho tới xa 60 đi. Dạ, mình tìm hiểu các cô từ 50 đến 60 tuổi. Chú tìm nửa yêu thương đó, có cần phân biệt là các cô ở vùng miền nào, tỉnh nào không chú? Thì cái người đàng hoàng là được hết à. Là tỉnh nào cũng được hả chú? Nhưng mà Dạ. đừng xa quá chú không chiếc đâu. Dạ. Chú tìm hiểu với các cô á, chú muốn về nhà cô ở hay là về bên nhà chú ở? Mà về bên nhà chú thì cô có việc làm bên cô thì về nhà chú ở là về bển làm cũng được. Dạ, là chú ưu tiên là về nhà chú hay nhà nhà cô? Giờ về bên chú cũng được, nhưng bên chú giờ không có công ăn việc làm. Dạ, chú thì có tiền lãi suất hàng tháng, còn sợ cô về là không có công ăn việc làm rồi xa cái nơi làm việc của cô ha. Không Dạ. có đưa xuống cũng được, Dạ. đi lên đi xuống Là mình có ưu tiên là các cô ở tỉnh nào để cho gần với mình không gần chú? gần đây thì chứ gần xa quá. Gần ví dụ là tỉnh nào chú? Bây giờ thí dụ như đường ngoài miền Trung thì xa quá. Dạ, ví dụ như thành phố Bình Dương, Thành Đồng phố Bình Nai, Dương, Đồng rồi Ninh Nai, Ninh rồi hả chú? Tây Ninh, rồi thí dụ như Hậu Dạ. Giang rồi Cà Mau cũng được. Dạ. Nhưng mà điều có nước là các phương tiện không đi qua đi lại được á. Dạ. Và ví dụ như Long An đồ gần gần, tóm lại là càng gần càng tốt hết chú, để cho cô chú có thể qua lại thuận tiện hơn.
Chú là bồ câu cha mẹ lớn à? Hồi xưa là chú ăn cơm Mỹ không á, ăn cơm của lính của Ngụy không á? Ông già chết cái bà già bà đó, bà đi về Bình Dương ở dưới cái bà ông già chết cái bà lên về cho người ta cái ở nuôi trầu bà, ở cái bà đó mẹ nuôi bà quánh đi như trầu. Hồi xưa mà, hồi xưa ai cũng vậy thôi. Bà ở tù và chú nhà lúc có 9-10 tuổi mà chú phải đi ăn cơm với lính, bị lính nó xuống quán ăn đó là chú ở nằm dưới đất. Chú còn bà ở tù và chú đâu có sống được, chú cứ lên lính ăn đó là dục xương chú lụm chú ăn cái là lính lau lên cho chú ăn nuôi dẫn về đồn. Là đó là hồi xưa hồi chú còn nhỏ hả? Hồi mới năm 69-70 á, Là năm đó là mẹ nuôi của chú là bị kiểu bị gì? ở tù, Bị ở tù. bị lính bắt à. Là bên nào bắt chú? Bị lính Ngụy Rồi mẹ nuôi chú bây giờ hiện tại giờ còn không? Còn chết lâu à. dạ chết lâu. Là cái lúc đó là khi mà bị bắt rồi chú sống ở ngoài cuộc sống chú như thế nào? Mỹ bắt đem về đồn nuôi vậy, là chừng nào bả về là tại giờ là đi về, rồi sáng cứ chạy lên tỉnh thì nó nuôi y như con à. Mỹ hả chú? Cái lính xì năm nuôi chú, Nuôi chú cho tới lớn rồi hả? nuôi ăn tới năm 72 nó mới đi Là 3 năm. 3 năm. Tính ra chắc thương chú lắm ha, lính lính ta nha. Chú đi theo nó chú khóc quá trời mà. Rồi, những cái người nào nuôi chú? Chú Cái còn nhớ. thằng xì năm á Là cho chú ăn ở đó luôn. nuôi luôn, ở ngủ luôn chung nó luôn. Vậy là sau này là còn liên lạc không chú? Không, giải phóng là mất luôn. Giải phóng rồi năm 72 cái cuối năm, nửa nửa năm 72 cái rút đi cái mất luôn. Hiện tại bây giờ chú ở nhà thì con thấy cũng không có làm công việc gì. Rồi sở thích hàng ngày của chú vào buổi sáng rồi chú có đi tập thể dục, cà phê hay là như thế nào không chú? Muốn đi đi, muốn không không à, ở nhà chơi vậy. Thỉnh Là thoảng là ở có kỳ nhà. ngủ ngủ tới 6-7 giờ không, Ngủ tới bây 6 giờ giờ cái vậy nấu mì đồ ăn, còn về. mấy này đi ăn tiệm vậy thôi. Thì chú cũng rất thoải mái, không cần làm, nay cũng có cái đồng cái tiền lãi á, 1 tỷ thì mà tiền lãi thì cũng đủ mình sống. Chú tìm nửa thương, nếu như cô đó mà thích kinh doanh buôn bán á chú, nhưng mà cô không có vốn rồi chú có thể là mình tính tới cái bước kế tiếp để cho cô Thì có cái vốn không mình chú? đầu tư, mình đầu Đâu tư cho cô bán bắt đầu ít thôi, từ từ mới đầu tư, ta thấy cô thiệt đàng hoàng thì mình đầu tư mạnh thôi, có gì nếu như mình đầu tư ít ít là khoảng bao nhiêu trước tiên á? ví dụ trước mắt thì mình đầu tư cái 100, từ trăm từ đi. 100 triệu hả chú? 50-70 gì đi, trước mắt mình bán từ từ. Rồi con hiểu rồi, ý là các cô tìm hiểu với chú, đủ duyên về với chú, thích kinh doanh buôn bán thì chú có thể là đầu tư khoảng 50-70 triệu, 100 triệu để cho cô kinh doanh buôn bán ha. Rồi nếu như cô chú tìm hiểu với nhau, hợp với nhau rồi, chú có dự định là mình đăng ký kết hôn không chú? Mà làm ăn đàng hoàng thì phải đăng ký kết hôn chứ. Cô muốn đăng bên cô là cô mà đăng, còn không mấy muốn đăng bên Dạ mình bên nào đăng. cũng được ha. Không đăng bển là mình dẫn về mình, rồi mình đăng luôn mình. Chú chia sẻ thêm giúp với con là cái ưu điểm và cái khuyết điểm của mình đó chú. Thí dụ sở thích của mình thích gì và mình không thích gì đó chú, để cho các cô biết rõ được gì mình hơn. Chú thì hả, mà chú thí dụ như chú muốn đi về, thí dụ như chú có vợ rồi mà chú muốn về bên vợ là chú nói chú đi là chú đi. Giờ giờ vợ chồng đi à, còn không đi là bực rực chị không được. Là sao chú chia sẻ rõ lại giúp con. Thí dụ như là bức rức, ví dụ như giờ nói mai đi về bên vợ chơi thì chở vợ cha đi đi về bên chơi, nhưng mà không đi rồi nó bức rức trong người, không đi nó chịu không được. Là ý là mình hứa đi là mình phải đi hả chú, là cái đó là cái ưu điểm của chú. Còn cái khuyết điểm của mình và cái sở thích với hàng ngày của mình đó là mình thích như thế nào chú? Thích thì vậy thôi, giờ chú cũng đâu có gì thì cứ ăn ngủ vậy thôi bình thường. Cuối chương trình chú có những lời gì mà chia sẻ để cho các cô an tâm về mình hơn và liên lạc về chương trình để tìm hiểu chú á, con mời chú chia sẻ. Thì mình vậy thôi chứ giờ sẽ sao nữa. Hôm nay chú đến với chương trình anh em con Phúc Nghĩa, chú có đồng ý cho anh em con Phúc Nghĩa sử dụng hình ảnh và lời nói của chú đăng lên cộng đồng mạng để tìm nửa yêu thương cho chú không chú? Chịu chứ, Chú đồng ý không chú? đồng ý. Con cảm ơn chú. Thì của chương trình con cũng chúc chú sớm tìm được nửa yêu thương. Em Nghĩa xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị thân thương ở các video sau. Cô chú anh chị có kết nối yêu thương, tìm việc làm, tìm người thân thất lạc, liên lạc về chương trình anh em Phúc Nghĩa hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Anh em Phúc Nghĩa có 2 văn phòng, một văn phòng tại Bến Xe miền Tây và một vài văn phòng tại
chợ đầu mối Thủ Đức. Đi thì gọi cho anh em trước một ngày, anh em sẽ sắp xếp lịch. Dạ em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh ở các video sau.